FDA đề nghị luật cấm bán thuốc lá điện tử cho vị thành niên. Cơ quan Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã đề nghị dự luật cấm bán thuốc lá điện tử cho những người dưới 18 tuổi, nhưng sẽ không hạn chế các sản phẩm có hương vị, việc bán hàng trực tuyến hay quảng cáo, những điều mà các nhà hoạt động bảo vệ sức khỏe công cộng cho là thu hút các trẻ em. Dự luật chờ đợi từ lâu sẽ đưa ngành công nghiệp thuốc lá điện tử trị giá 2 tỷ Mỹ Kim vào sự giám sát của liên bang lần đầu tiên. FDA nói rằng dự luật này đại diện cho bước căn bản đầu tiên hướng tới những hạn chế rộng lớn hơn nếu bằng chứng khoa học cho thấy là cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các nhà phê bình việc quảng cáo thuốc lá điện tử nói nó có nguy cơ giới thiệu cho một thế hệ trẻ làm quen với thuốc lá khi mà hiện nay có quá ít thông tin về tác động lâu dài của sản phẩm đối với sức khỏe. Một đạo luật được thông qua trong năm 2009 cho phép cơ quan FDA quản lý thuốc lá điếu, thuốc lá không khói và thuốc lá tự quấn và quy định rằng cơ quan này có thể mở rộng thẩm quyền của mình đối với các sản phẩm thuốc lá khác. Thuốc lá điện tử dùng pin tạo ra luồng hơi nicotine có tẩm mùi. Nhóm bảo vệ người tiêu dùng Hoa Kỳ nói rằng thuốc lá điện tử đặt ra một mối đe dọa thực sự đối với các trẻ em vị thành niên. Trong ngắn hạn, đạo luật sẽ cấm các công ty phân phối các mẫu thuốc lá điện tử miễn phí, cấm bán trong các máy bán hàng tự động, ngoại trừ ở những địa điểm chỉ dành cho người lớn và cấm bán cho trẻ vị thành niên. Các công ty sẽ được yêu cầu phải cảnh báo rằng chất nicotine gây nghiện, cảnh báo nghiện sẽ phải được thực hiện trước thời hạn 2 năm sau khi đạo luật có hiệu lực. Các công ty sẽ không được phép nói về lợi ích sức khỏe trong quảng cáo. Dự luật này được đưa ra cho công chúng bình luận trong thời gian 75 ngày.